Em thì điều kiện của em thì nó lại khá đặc biệt hơn người khác. Tức là ly dị thì 2 năm nhưng mà tụi em đang còn ở trong nhà, bởi vì là cái điều kiện thì tụi em cũng muốn đi ra ngoài, nhưng mà thật sự là trong cái giai đoạn này nó cũng đang khó khăn, cho nên là em cũng chưa muốn ra ngoài. Chứ thực tế ra đúng ra thì gia đình cũng như con cái thì vì tất cả bạn bè cũng vậy, cũng nói là bây giờ đã là không còn gì nữa thì phải đi ra ngoài, đúng, em bản thân em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thực ra là bây giờ nó rất là khó khăn trong chuyện kinh tế, đất đai, tiền bạc nó đang còn nằm trong, tất cả nó đang nằm, nó đang gói gọn trong đất hết, thành ra là nó trong cái giai đoạn là hơi khó một chút. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Thì hôm trước anh em mình có chia sẻ cái câu chuyện của chú nguyên là một giám đốc công ty, rồi cũng lên chương trình, rồi cũng muốn kết nối với chị Hà đang buôn bán kinh doanh bất động sản tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay hai người sẽ tạo điều kiện để cho hai cô chú tìm hiểu nhau. Thì liệu trong chương trình ngày hôm nay có tìm hiểu được nhau hay không, có nhiều điểm tương đồng hay không, thì mình hãy chờ đón xem sau ít phút. Thì trước khi vào câu chuyện này, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi bây giờ xin mời chị ha. Rồi mời chị ngồi đây. Rồi. Dạ rồi. Thì hôm nay anh em sẽ tạo điều kiện cho hai người tìm hiểu nhau, thì tại vì hai chú và chị này cũng lên chương trình rồi và cũng có nắm được một số cái thông tin, thì bây giờ trước hết thì mình cũng giới thiệu cho quý vị khán giả biết lại chú ha, chú tên gì và chú đến từ đâu. Trước tiên là anh chú cảm ơn các em đã tạo điều kiện cho chú với lại cô Hà gặp nhau. Thế chú xin giới thiệu, chú tên là Hùng. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Chú là sinh năm 7. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tức là 66 tuổi đấy. Rồi xin mời chị Hà giới thiệu cho chú cũng như quý vị khán giả biết này. Dạ vâng, trước tiên thì cho chị chào các em ở chương trình, chào tất cả những người anh em chị em trên cộng đồng mạng đang còn theo dõi chương trình của em Huy Hùng. Dạ vâng, hôm nay Ngọc Hòa lại được lên chương trình tiếp. Tại vì tìm chưa được nên chị bao nhiêu tuổi rồi, đến từ đâu? Mình thì sinh năm 1970. Rồi, chị Hà 70. Đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi, bây giờ chú có thể tìm hiểu chị tình trạng hôn nhân thế nào? Tôi cũng tự giới thiệu tôi về cái vấn đề, tức là hôn nhân đấy. Thì về phía gia đình tôi ly dị năm 2010. Thế thì sau 5 năm thì cô mất rồi. Sau khi mất thì tôi mới nghĩ đến chương trình là mình đi tìm cái người bạn đời tiếp theo của mình. Về con cái thì được 2 cháu. Một cháu thì nó cháu nam, con trai thì nó doanh nghiệp thành phố, còn cháu gái thì nó lấy chồng, nó định cư ở nước ngoài. Thế thì các cháu ở xa thì nó cũng thấy mình được sống độc thân thì nói là vậy thì bố cố gắng là kiếm người để làm bạn những lúc khi về già đấy. Thế thì hôm trước tôi có xem chương trình của các em á, thì thấy chương trình có cô Hà gặp anh gì Phan Thiết ấy. Dạ. Đấy. Thế thì tôi thấy có hay đấy. Có nghĩa là chương xem đó thì chúng em biết. À, thế biết là cô Hà. Dạ. Thì chương trình của con là chương trình mở, thì con cũng có chia sẻ rồi để tất cả những cô chú anh chị ở đây tìm hiểu được đến với nhau, đó là một điều rất là tốt, là tuyệt vời. Còn nếu mà không đứng với nhau thì đó là thêm một người bạn, thêm niềm vui. Đó. Đúng rồi. Không phải là mình ngồi đây có nghĩa là mình đến với nhau. Đây là mình cái góc mở đấy. Đúng rồi. Giống như những chương trình khác để cho mình hiểu được, không phải ngồi đây là đến với nhau. Rồi thì chú tìm hiểu về tình trạng hôn nhân của chị như thế nào? Thì hôm trước đó thì tôi nghe sơ chút rồi. Thế thì tôi hỏi tức là cái vấn đề về hôn nhân đó mình ly hôn lâu chưa cô ạ? Dạ vâng, em thì
Em lấy chồng năm 1992 và ly hôn 1900 được nay được 2 năm rồi này. 2002, 2002 được 33 năm. Là mới được có 2 năm thôi. Hơn 2 năm tí. À. Dạ. Thế con cái được mấy cháu? Dạ vâng, nhà em thì được 2 cháu. Hai cháu đều có gia đình hết rồi. Ổn định hết. Thế thì cũng giống tôi, các cháu ổn định thì mình cũng yên tâm được. Bây giờ chúng ta làm công việc gì? Thì công việc hiện nay thì cô Hà đang làm gì nhỉ? Em thì làm bên bất động sản, nhưng mà đất nó đứng rồi thì tạm thời em lại chuyển qua làm sổ sách giấy tờ nhà đất cho khách hàng. À, thế thì cũng kịp thời. Vì hiện nay bà con thì nhiều lúc có những người mua bán mà họ chưa có hoàn tất thủ tục, mình làm có đó được chứ. Thì gió chiều nào mà xoay theo chiều đó, đất hay là đứng cứng khừ luôn nè. Trước đây là nhà giáo viên hiệu trưởng ấy đúng không ạ? À, dạ vâng. Em thì ngày xưa thì em là giáo viên hiệu trưởng trường mầm non 12 năm, sau khi cuộc sống nó đảo lộn, nó thay đổi, em mới vào trong này thì em mới bỏ lại tất cả những thứ. Em vào trong năm 2001. Ngày xưa thì nói chung là cũng thích vì bên ngành kinh doanh, nhưng mà lại phải nối nghiệp của mẹ, thành ra là cuối cùng là cũng về kinh doanh. Bà cô hồi xưa là giáo viên? Dạ. À. Mẹ em hiệu trưởng. Xong rồi nối nghiệp mẹ thôi, chứ còn thực ra thì cái hướng của em thì hướng kinh doanh, nó nặng kinh doanh hơn là dạy học. Rồi cuối cùng rồi cũng đưa đẩy làm sao mà lại cũng từ bỏ, 12 năm rồi tôi cũng từ bỏ ngành giáo rồi, cũng hướng về kinh doanh, cuối cùng cũng là kinh doanh. Chú làm gì? Dạ. Còn tình trạng hôn nhân của anh thì em cũng nghe anh nói là chị nhà vừa ly dị mà chị cũng mất. Bây giờ con cái cũng lớn, em cũng theo dõi công việc của anh hiện tại đang làm việc. Tôi chỉ có một cái công ty nên nhỏ đấy. Thế thì hiện nay tôi vẫn đang phụ trách cái công ty đó. Sản xuất ở lĩnh vực gì đúng? Nói chung một cái công ty thì nó đa cái ngành nghề lắm. Nó vừa chế biến nông lâm thủy sản, rồi cũng có bất động sản. Đấy. Rồi đầu tư trường học. Đấy. Thế tôi không... ở đâu chú? Hả? Chú đang làm ở đâu? Thì ở Sài Gòn nhé. À, ở Sài Gòn. Nhà em ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn. Nhà chú còn mấy? Nhà thì Bình Tân. Thế cho nên là khi mà cô mất được 5 năm thì tôi nghĩ đến cái chuyện tức là mình đi xây dựng gia đình. Chứ lúc đầu thì không nghĩ là thôi thì anh nào đi, cô cứ đi trước đi, ưu tiên đi trước. Đấy. Thế thì bên phía cô Hà thì chú đã đi xây dựng gia đình mới chưa? Dạ chưa. À. Thì em thì điều kiện của em thì nó lại khá đặc biệt hơn người khác. À. Tức là ly dị thì 2 năm, nhưng mà tụi em đang còn ở trong nhà, bởi vì là cái điều kiện thì tụi em cũng muốn đi ra ngoài, nhưng mà thực sự là trong cái giai đoạn này nó cũng đang khó khăn, cho nên là em cũng chưa muốn ra ngoài. Chứ thực tế ra đúng ra thì gia đình cũng như con cái thì về tất cả bạn bè cũng vậy, cũng nói là bây giờ đã là không còn gì nữa thì phải đi ra ngoài, đúng. Em bản thân em cũng nghĩ vậy, nhưng mà thực ra là bây giờ nó rất là khó khăn trong chuyện kinh tế, đất đai tiền bạc nó đang còn nằm trong, tất cả nó đang nằm, nó đang gói gọn trong đất hết, thành ra là nó trong cái giai đoạn là hơi khó một chút. Thôi thì cứ tạm thời như vậy, mình cứ coi nhau là bạn và mình sống thật là thoải mái. Không phải là đến giờ mà đã ly thân là mấy năm rồi, 6 năm rồi mới chia tay, cho nên là cái chuyện mà cái sự mà để cho mình cân nhắc thì nó đã quá là kỹ rồi. Đó. Cho nên là nhiều người cứ hỏi tại sao mà lại ly dị mà đang ở trong nhà, ở như vậy thì phải ở với nhau luôn, nhưng mà họ là sai lầm. Bởi vì sao? Nếu mà đã cho nhau thời gian đó là quá dài, đúng không? Mà nếu đã mà chấp nhận được thì đâu có cần phải đem nhà nhau. Có ăn cơm đem đúng không? Không, đâu có đem nhau ra toàn làm gì nếu ăn cơm mà không ăn chung ạ? Không, ai đúng với ai, nó xong cũng tiếp. Nói chung là cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, và đi kể cả lúc mà trước khi mà ở chung thì cũng đã có hai người cũng đã nhất trí với nhau là mỗi người một chìa khóa, nếu đi đêm về công việc mà đi đêm về hôm á thì phải có trách nhiệm mở cửa, còn nếu mà không về được, đi xa thị trường xa không về được thì báo trước là ở nhà không về.
rất là rõ ràng quan điểm. Không, nhưng như vậy tôi hay, hôm trước thì tôi có nghe, tôi nghe có tâm sự trên đấy, tôi bảo vợ chồng ly dị nhau thường thường là có những cái gây cấn. Đúng rồi. Cái tâm lý là nhìn thấy nhau là không ưng rồi. Khó chịu. Mà bây giờ mà sống được với nhau như vậy là hay đấy. Không. Thì chính cô là cô giáo con mới chịu đựng được. Chứ nhiều khi những người khác là bắt đầu thấy mình đi nhậu về bắt đầu chửi rồi. Đây không. Sống chung nữa. Không vậy. Bây giờ quyền tự do của mỗi người. Anh đi nhậu hay anh làm gì đó em không bao giờ em có, bởi vì em không có trách nhiệm bực tức nữa. Không, nếu mà để nói mà nếu còn thương thì đâu có ra tòa làm đó chị hả em. Nếu còn tình cảm thì không có ra tòa. Nhưng mà sống chung mà nếu khi mà anh ấy ốm, anh ấy bệnh, nhằm sốt đưa cọc thì chị có đến thăm không? Bởi vậy cho nên là chị đang nói là nếu thoát khỏi ra ngoài thì cái chuyện đó là chuyện là không cần phải quan tâm, không cần phải nan giải. Nhưng ở trong nhà thì nếu mà gặp người ngoài người ta bệnh hoạn mình cũng đang cứu mà. Hướng cái đó là trách nhiệm đó. Cái tình không còn, nhưng còn cái nghĩa. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nhưng mà mình ở trước mặt mình không làm điều đó thì mình là con người, là mình quá là... Có lần nào đã làm như vậy chưa? chưa nói chung chưa xảy ra cái chuyện đó, nhưng mà chị đón thật đấy, chị rất là rõ ràng, rất là cương trực và rõ ràng cái chuyện đó. Nếu mà người ta thường thường hỏi chị như vậy, chị trả lời nếu mà có thể được thì đâu phải kéo người ta tòa làm gì, bởi thời gian cho nhau quá nhiều rồi. Là cho để mà thay đổi nó tới 6 năm lận mà ly thân lận mà còn thì nó quá dài rồi. Thôi bây giờ chúng ta quay lại không nói chung là nói chung thật đấy, nói chung là anh ấy cũng cứ nghĩ rằng là mình chỉ là dọa thôi à. Nhưng mà anh cũng có nói mấy đứa con, nhưng mà chị cũng có nói mấy đứa con rồi, con nói cho bố nghe rằng là tính của mẹ nó khác hoàn toàn với người phụ nữ khác. Cái tính của mẹ nói không bao giờ nói một là hai, mà chẳng bao giờ nói hai là một. Một khi cái áo mẹ mặc trên người là một cái tấm lụa đào mà mẹ đã cởi bỏ, mẹ vứt đi rồi, thì nó chỉ là cái đồ giải lao thôi. Còn nếu là cái đồ mà nó là cái đồ bẩn mà mẹ đã chấp nhận lôi nó lên để mà mẹ giặt để mặc khoác lên người rồi, mẹ rất là trân trọng. Cho nên đừng bao giờ nói với bố rằng, đừng bao giờ mơ mộng, đừng bao giờ nghĩ rằng là có cái chuyện đó xảy ra. Không có đâu, không bao giờ có, đi với mẹ không bao giờ có. Nói thì rất là rõ ràng quan điểm với con, nói với con như vậy. Thì các cháu có cháu là sống cùng với cô chú không? Dạ không, cháu thì nó có gia đình riêng, nó ở riêng hết à. Nó có cuộc sống riêng của nó. Thế thì cũng được. Chứ tưởng là các cháu nó đang trong nhà thì... Không, thì nó riêng từ hết. Bây giờ có hai vợ chồng ở một nhà thôi. Đúng rồi. Và chú thấy có vấn đề gì không? Không. Thì cái cuộc sống riêng tư của cô thì chịu đựng được như vậy là mình khen nó cũng giỏi đấy. Phải là mình nhà giáo thì mới chịu được như vậy. Chứ người bình thường khó chứ. Đi ra đi vào nhìn nhau rồi bảo chủ nhật ngày nghỉ và Tết rồi không, nhìn nhau. Nhau ít khi gặp nhau ở trong nhà mà ít khi gặp nhau. Tại vì là anh ấy thì 5 giờ sáng mình đang ngủ anh đã đi rồi, đi sáng. Nói chung là nói để nó mà làm cái nghề gì thì thật sự nó không biết phải nói nghề gì cho đúng. Mà lông bông lang bang không làm nghề gì. Vậy rồi cứ chị cũng chả biết nó làm sao. Chị thật sự chị cũng không biết, cứ cà phê. Cà phê 5 giờ sáng là đi thì chưa về thì chị đâu có về nhà đâu. Rồi 1 giờ chiều đi, rồi chiều tối về, mà chị thì có lần hôm là đi về khuya. Công việc của chị không tính bằng thời gian, từ lúc mà chia tay á là chị lao đầu vào chị làm. Bởi vì bắt đầu chị đặt viên gạch đầu tiên là chị dừng lại cuộc đời của chị thì chị phải đi làm, bởi vì là tất cả những cái tiền của chị làm ra là được anh ấy là tiêu thụ hết rồi. Cho nên là chị bắt đầu, chị nói với anh lúc mà bắt đầu từ bây giờ 53 tuổi là năm ngoái em, là 52, lúc ra tòa là 52, chị nói bắt đầu 52 tuổi người ta là thời gian hưởng thụ. Nhưng mà đối với em là cả một quá trình thật là dài. Bây giờ bắt đầu em đặt viên gạch đầu tiên làm từ đầu thì bây giờ em phải làm. Tức là em làm, em không tính bằng ngày mà em chỉ tính bằng thời gian, mà em tính bằng xong công việc hoặc là để kiếm tiền thôi. Cho nên là lúc mà đã chấp nhận được thì ở, mà không em sẽ ra ngoài. Chị không muốn ra ngoài bởi cái lý do nhà chị cũng như rất là nhiều nhà, không phải là ít. Ngoài quê có nhà 2 tấm, nhưng chị đã cho con chị, chỉ được bảng giao sổ sách cho vợ chồng chúng nó rồi. Còn trong này đất đai thì chị đã bán hết, chị trả nợ cho anh. Còn mỗi cái nhà ở thì cái nhà chung thì chị muốn sau này chị đi bước chân ra ngoài là cái nhà chị cho đứa con gái. Đó, vậy thôi. Còn chị không đem theo bất cứ một cái gì, bởi chị tạo ra nó, chị làm ra nó thì chị cũng không cần nó, chị sẽ bỏ nó và chị sẽ có những cái nhà khác.
Cho nên là chị nói là bây giờ em đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng lại thì em sẽ làm rất là nhiều đấy. Cho nên là nếu anh chấp nhận mà khi em về muộn thì anh mở cửa thì em về, mà không có em ra ngoài. Em ra ngoài em ở. Thì chị không muốn ra ngoài, bởi vì là như thế này là bây giờ mình là dân làm ăn mà đi ra ngoài á, mà ở phòng trọ là cái nhìn đối với cái khách hàng hoặc người khác nó không thiện cảm cho lắm, nó không được đẹp mắt cho lắm thì lại không muốn ra ngoài thôi. Còn thực ra thì ra ngoài thì chị sống nó thoải mái hơn. Nhưng mà chị muốn là để những cái đồng vốn để chị lưu truyền, để chị làm ra tiền, chị làm thế là ra tiền. Bây giờ có thể nắm được cái vấn đề đó rồi. Bây giờ chú chị có thể gặp chú ở đây tìm hiểu chút xíu về tính cách của chú ấy nha, thế nào? Dạ. Tính cách chú sao? Về phía chú thì cùng nói với cô Hà này, tính cách tôi thì cũng bình thường. Mình về vấn đề sinh hoạt thì thuốc thì bỏ rồi. Còn vấn đề về nhậu nhẹt thì cũng bình thường, hạn chế. Không có khó tính đâu. Có một tính hơi nghiêm một chút đấy trong công việc đấy. Chứ còn khó tính thì không khó. Vui. Đấy, vấn đề quần chúng là rất vui. Chú có thể hỏi thăm chút xíu về chị Hà. Những điều gì mới là thắc mắc thì có thể hỏi tiếp đấy. Thì nói chung là như hôm trước thì trên hình đăng trên đấy thì tôi cũng thấy là cái nguyện vọng đó thì là cô cũng muốn xây dựng gia đình với một người, tức là cũng có cái hoàn cảnh như thế, nó tương đồng với mình, đúng không? Dạ, đúng. Đấy. Thế thì phía tôi thì hiện nay thì coi như độc thân như vậy đó. Con cái thì nó phương trưởng hết rồi. Đấy. Chú có xem cái cách của chị xem phù hợp mình hay không? Dạ, phù hợp thì nó thế này các em ạ. Tức là bây giờ mình làm quen, mình nói chuyện, rồi sau đó là qua cái điện thoại đấy em. Yeah. Rồi mình gặp nhau rồi mình mới trao đổi tâm sự, rồi mới tiến thêm được. Chứ giờ bây giờ nói là tìm hiểu hết thì cũng chưa hết rồi, đúng không? Yeah. Đấy. Cái tính của chị Hà thế nào? Nhưng mà nói những ưu điểm nhược điểm của mình bên chị ấy thì nói chung là mình là cũng là dân kinh doanh, cho nên là chị lại có một cái tính là rất là nó nghiêm túc trong công việc. Không, chị là người này. Đấy, thế, nó vậy đó. Rất là nghiêm túc trong công việc. Trong kinh doanh ra anh vậy đó. Không thích mà cái người mà nói nó chậm ý. Tức là nói một đàng là một nẻo, là chị không bao giờ quan hệ với cái người đó. Tính rất là nghiêm khắc trong công việc là như vậy. Còn sống thì rất là vui vẻ, hòa đồng, không hề khó một chút nào. Nếu mà mới nhìn vào người ta cho là rất là khó, nhưng mà thực ra không phải. Đúng. Cái khó là nó khác, cái trong công việc nó nghiêm túc là nó khác. Rồi còn cái nhược điểm thôi. Còn cái nhược điểm thì đôi khi nó cũng hơi nóng, nhưng mà nóng thì qua cái lứa tuổi mà nó bước qua tuổi 45 trở đi đến bây giờ là nó đã giảm được, nó phải 70% giảm rồi. Nó giảm rất là nhiều, có mình biết cái đó là mình nóng nhưng mà mình có thể kìm hãm được để cho nó có hòa khí tốt, nó đỡ rất là nhiều. Chú có nhược điểm gì không chú? Chú thì nói chung là nhược điểm thì cũng có đấy. Đấy. Ví dụ như là chơi đi du lịch các thứ thì rất là hạn chế. Không thích nhưng mà hạn chế. Ví dụ như là khi nào mà có thời gian rảnh thì chơi cờ tướng hoặc là đầu báo các thứ. Đấy, còn ví dụ như đi du lịch đi solo thì được, chứ đi theo đoàn các thứ thì không, là thứ nhất là không có thời gian, cái thứ hai không ngại lắm, không đấy. Bây giờ tôi đang sống với ai? Sống một mình chứ không phải. Một mình một nhà. Ôi, chắc thiệt rồi. Nhưng mà chị Hà, ví dụ mà đến với chú ở Sài Gòn được không? Chuyện đó thì tùy thôi. Tùy thôi. Sau khi bắt đầu lấy điện thoại tìm hiểu nhau, gặp nhau trao đổi tâm sự tới hợp thì mình thấy thôi. Chuyện đó thì nó bình thường. Dạ. Rồi, thế bây giờ để kết thúc chương trình thì cô chú có lời nào muốn nhắn gửi đến nhau không? Thế này, tức là sau khi mà được các em sắp xếp để mình gặp nhau, gặp cô Hà, thì đầu tiên là cảm ơn các em. Yeah.
sau đó là cũng nhắn với cô Hà là mình xin số điện thoại, sau đó mình liên lạc, rồi bắt đầu tìm hiểu nhau đấy. Rồi đến đến khi mà thấy nó chín mùi thì sẽ báo tin cho các em. Dạ, đi lấy đồ heo về rồi thôi. Thống nhất. Rồi chị Hà có lời nào muốn nhắn gửi đến chú cũng như là quý vị khán giả không? Dạ vâng, chị hôm nay thứ nhất là chị cảm ơn chương trình đã kết nối cho chị gặp được anh và đã gặp ngoài đời như vậy, thì rất là cảm ơn anh đã đến và đã được em được học. Và để tiếp theo nữa thì nói như anh ấy thì mình phải có sự tìm hiểu, cái gì cũng vậy, nó phải có thời gian tìm hiểu. Được. Đúng rồi, mình cứ tìm hiểu xem rồi mình tính tiếp ha. Nhưng mà về cơ bản là thấy cũng có nhiều cái điểm tương đồng. Cũng ưng rồi đấy. Đúng rồi, chú khóa rồi đúng không? Vì tôi đặt mà hôm trước tôi đến đây tôi nói là tôi muốn gặp với cô Hà. Rồi, chương trình của tôi coi là người thật việc thật, chú cứ yên tâm ha. Cứ xác minh ok là gặp nhau kết nối, thì hy vọng là hai người tìm hiểu nhau sẽ có nhiều cái điểm tương đồng và sớm sẽ đến được với nhau. Là anh em rất hy vọng điều đó. Nhá. Còn nếu trường hợp mà nó không tốt đẹp thì mình cũng thêm một người bạn và thêm một niềm vui trong cái sự văn minh lịch sự nhá. Là kết hợp kinh doanh với nhau thôi. Đúng rồi, không sao hết chú ha. Chị Hà ha. Thì hôm nay lên đây thì chị Hà và chú có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình cũng như là câu chuyện này, video này để chia sẻ lên tất cả các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, người chị đồng ý không? Rồi chú đồng ý không? Thì cũng nhất trí với các em thôi. Rồi cảm ơn chú nhá, cảm ơn chị. Rồi thay mặt anh em cũng xin chúc chú và chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt trong việc kinh doanh thuận lợi, làm ăn phát đạt, may mắn và sớm tìm hiểu có nhiều điểm tương đồng và đến được với nhau, đó là điều tuyệt vời nhất anh em cũng mong muốn và ngay bản thân chú và chị cũng rất là mong muốn điều đó. Thì cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mọi người đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để chia sẻ về câu chuyện này, để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn, và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Yeah.